Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Theo quyết định, ông Lê Minh Tường, Phó Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, được tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng và đề nghị tăng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư phát huy năng lực, tiếp tục nỗ lực học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự tiến nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố dành cho mình. Ông Lê Minh Tường bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.